Xã Plá, huyện Bảo Lâm là địa bàn có diện tích đất rừng tương đối lớn với hơn 5.670 ha quy hoạch rừng và đất rừng. Điều kiện địa hình đi lại phức tạp, giáp ranh nhiều địa bàn xã khác trong huyện Bảo Lâm. Do đó, tiềm ẩn những yếu tố nguy cơ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xuất phát từ lý do trên, năm 2020, Công an xã Plá cùng với chính quyền địa phương đã xây dựng mô hình khu dân cư tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Hơn 3 năm triển khai thực hiện, mô hình đã được triển khai nhân rộng ra 5 trên 5 thôn của xã với 40 thành viên nòng cốt và sự tham gia nhiệt tình của toàn dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Cơ quan công an chúng tôi đã chủ động tham mưu xây dựng một cái mô hình điểm là mô hình khu dân cư tham gia phòng chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Thì hiện nay 5 cái tổ mô hình này đa phần là các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, họ có cái quyền lợi trong đó nên phát huy được cái hiệu quả rất là cao trong việc giữ gìn về công tác quản lý bảo vệ rừng. Hàng quý, hàng tháng, công an xã và các tổ chức chính trị của địa phương thường phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng thông qua cuộc họp dân ở các thôn, tiếp xúc cử tri. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, trực tiếp đến nhà từng hộ dân, nhất là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp người dân hiểu về vai trò, tầm quan trọng của rừng, cũng như sự cần thiết của công tác quản lý bảo vệ rừng. Được nhà nước quan tâm giao đất giao rừng cho bà con tại địa bàn này. Và thôi tôi cũng hay giáo dục là cần đà giao đất giao rừng, mình cần phải bảo vệ chắc ăn, rõ ràng, tuần tra kỹ để có người khác lợi dụng chặt hạ cây cối cũng như cây thông rừng và tài nguyên rừng. Đó là tôi nói hai bên đầu bà con và các hộ gia đình. Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, địa phương đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, nhiều mô hình về an ninh trật tự đã được triển khai thực hiện trên địa bàn như mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình camera an ninh, v.v. đều được triển khai rộng khắp 5 trên 5 thôn. Các mô hình đã đi vào cuộc sống và trở thành những quy ước trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao trách nhiệm của từng người dân trong tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, không chỉ ở riêng xã Plá, mà còn tại nhiều xã thị trấn khác trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Chúng tôi triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Cái thứ hai là tiếp tục phát huy, duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình điểm về bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư. Cái thứ ba nữa là phối hợp với công an huyện triển khai việc sơ kết, tổng kết và biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tốt đạt được. Cái thứ tư nữa là chúng tôi thực hiện tốt cái diễn đàn công an nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân. Qua đó thì người dân cũng có những cái đóng góp rồi hiến kế cho lực lượng công an có những cái giải pháp để làm sao giúp cho công an việc đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới trên địa bàn huyện được tốt hơn. Có thể thấy, qua quá trình thực hiện mô hình khu dân cư tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng tại xã Plá, huyện Bảo Lâm đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Đặc biệt là việc thay đổi nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Hơn hết, đã phát huy được tính tự giác, ý thức cộng đồng trách nhiệm của từng nhà, từng người dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.